Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Những ngày qua thì các fan hâm mộ cờ vua Việt Nam cùng hướng về Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc để cổ vũ cho Lê Quang Liêm tranh tài tại siêu giải Praha Master năm 2022, một giải đấu cờ tiêu chuẩn. Ở vòng 6 thì Quang Liêm đụng phải đại kiện tướng Salem Salek. Xét về hệ số Elo cũng như phong độ thì Quang Liêm đều đang chiếm ưu thế. Sau 5 vòng đầu tiên, Quang Liêm đang dẫn đầu với 3,5 điểm, trong khi đó Salem ở vị trí gần bét bảng với 1,5 điểm. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để cổ vũ cho Quang Liêm nhé. Với lợi thế cầm quân trắng, Quang Liêm khởi đầu ván cờ bằng nước mã F3. Không còn xa lạ gì Liêm, Salem nhanh chóng đáp trả bằng nước mã F6. Trong những trận đấu trước, Liêm thường chơi D4 và lần này thì anh lại đổi sang chơi C4, định dùng khai cục anh để tránh đối thủ bắt bài. Nên để tốt G6, chuẩn bị phi ăn kép tượng lên G7, kiểm soát đường chéo lớn A1 H8. Trắng nhảy mã C3, đen theo kế hoạch đưa tượng lên G7, chĩa về phía trung tâm. Thế đen không động binh ở trung tâm, trắng bèn đẩy tốt E4 chiếm lĩnh trung tâm. Đen lên tốt D6, trắng tiếp tục dâng tốt D4, tạo thành bộ ba tốt hùng mạnh, án ngữ ở trung tâm. Đen nhập thành, triển khai phòng thủ Ấn Độ cổ để đối phó với cao thủ Việt Nam. Đã lâu lắm rồi thì chúng ta mới lại thấy các siêu đại kiện tướng sử dụng phòng thủ Ấn Độ cổ trong một giải đấu siêu hạng cờ tiêu chuẩn. Thời Kasparov còn thi đấu thì Runfen và Ấn Độ cổ là hai thứ vũ khí hủy diệt mà ông thường dùng để chống lại nước D4, khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Trong phòng thủ Ấn Độ cổ thì đen chủ trương nhường trung tâm cho trắng, sau đó sẽ tìm cách phản công giành lại trung tâm. Trắng lên tượng E2, quả nhiên thì đen đẩy tốt E5 phản kích vào trung tâm. Trường hợp mà trắng ăn tốt sang E5 thì đen sẽ ăn tốt lên E5. Trắng ăn mã E5 thì đen sẽ ăn hậu D1. Trắng ăn tượng D1 thì đen sẽ ăn mã với E4, cân bằng lực lượng và tạo ra thế trận tấn công tương đối là mạnh. Do đó thì trắng tiến tốt sang D5, khóa lại. Đen đẩy tốt A5, trắng phi tượng lên G5 rằng, ghim chặt mã không cho di chuyển. Đen đẩy tốt H6, đuổi tượng trắng chạy về H4. Do trung tâm đã đóng kín nên đen thản nhiên tung mã lên A6, định vòng lên cắm chốt ở C5. Trắng lùi mã về D2, nước đi quen thuộc của Quang Liêm trong các trận Ấn Độ cổ Benoni. Đen qua hậu E8, tránh đường rằng cho mã D6 di chuyển. Trắng đẩy tốt A3, bảo vệ ô B4, chuẩn bị đưa hậu lên C2. Đen lên tượng D7, hoàn thành phát triển các quân cánh hậu. Trắng theo kế hoạch lên hậu C2, đen di chuyển mã lên C5, vị trí cực mạnh giúp cho mã đen tạo ra nhiều mối đe dọa đáng sợ lên thế trận của trắng. Trắng đẩy tốt F3, tiếp tục củng cố trung tâm. Nước đi này lại bịt mất đường chéo của tượng E2, và đen lập tức tận dụng việc này để nhảy mã lên H5, mở đường cho tốt F dâng lên phản công vào trung tâm. Không làm ăn được gì, trắng lùi tượng với F2 để phòng đen phản công F5 G5. Đen nhanh chóng đẩy tốt F5, mở cuộc đột phá vào trung tâm. Trắng ăn tượng vào C5, tiêu diệt quân mã nguy hiểm đang ngày đêm rình rập. Đen ăn tốt lên C5, thấy trung tâm sắp mở, trắng vội vã nhập thành đưa vua vào vùng an toàn, tạo ra thế trận tấn công nhập thành trái chiều. Đen đẩy tốt A4, trắng vào vua B1, nước đi dự phòng thường thấy khi nhập thành dài của các cao thủ. Đen qua hậu D8, trắng ăn tốt sang F5, nên ăn tốt lên F5. Thông thường thì khi nhập thành dài, lối chơi nguy hiểm nhất là dâng cao các tốt cánh để đột phá vào khu vực tử cấm thành, nơi vua đối thủ đang trú ngụ. Song cánh vua lại là nơi đen chiếm nhiều không gian, nên việc mở cuộc tấn công cánh vua có vẻ không thuận lợi. Sau một suy nghĩ, trắng chuyển hướng đưa xe sang E1, tập trung quân chủ lực chuẩn bị đánh lớn ở trung tâm. Đen nhảy mã với F4 tấn công đôi, tượng và tốt. Trắng chạy tượng với F1 giữ vững thế trận. Đen lên xe A6, nước cờ khá là cao tay của đen
sử dụng hàng ngang số 6 để đưa xe tham chiến khi mà Hậu vẫn còn đang đứng ở hàng ngang số 8. Trắng đẩy tốt G3, đuổi quân mã nguy hiểm của đen chạy về G6. Không vội vàng, trắng lên vua A2 chờ đợi. Với việc bố trí xe ở hàng 6, đen dường như đã tăng cường lực lượng bảo vệ cánh vua, nên nhanh chóng đẩy tốt sang H5, sẵn sàng tiến lên H4 đột phá. Trắng lùi mã về B1. Trong thế cờ này thì đen có 2 tượng, tuy nhiên lại chưa thể phát huy được sức mạnh của cặp tượng này khi mà trung tâm vẫn còn quá nhiều tốt đứng xen kẽ nhau. Để tạo ra cơ hội cho bộ đôi sát thủ này phô diễn sức mạnh, đen cần phải mở cờ, đặc biệt là mở trung tâm. Do đó đen lập tức tràn tốt sang E4, thí tốt để mở toang đường chéo A1-H8 cho tượng G7 tham chiến. Trắng ăn tốt sang E4, những tưởng đen sẽ ăn tốt sang E4, nhưng không. Đen tiếp tục tiến tốt sang F4 đột phá, mở cột S cho xe tham chiến. Trắng ăn tốt lên F4, nên ăn xe lên F4. Trắng tung mã lên B5 rình rập. Đen lên tượng E5, đứng tấn nhằm phong tỏa mọi hoạt động của mã trắng. Trắng di chuyển mã lên C3, phối hợp cùng Hậu vây bắt tốt A4. Với quyết tâm nắm thế chủ động trên chiến trường, đen qua xe F6, chủ động bỏ tốt để chồng xe chiếm lĩnh cột mở F, sẵn sàng thọc sâu vào trận địa của trắng. Được đen cho quà, trắng không từ chối liền lập tức ăn mã lên A4, nên lao xe xuống F2 tấn công Hậu. Không thể đưa xe lên E2 vì sẽ mất tượng, trắng đành phải lên tượng E2 che chắn cho Hậu. Đen đẩy tốt B6, bảo vệ tốt C5, hoàn thành nhiệm vụ chén được em tốt. Trắng liền rút mã về C3, tạo thành cặp mã bảo vệ, hỗ trợ nhau bịt đường chéo A1-H8 nguy hiểm lại. Nên lăn xe sang H2, trắng nhảy mã xuống A7, chủ trương sẽ vòng về C6. Đen thọc tiếp quân xe xuống F2. Lúc này thì đen tuy kém một tốt, song lại đưa được hai quân xe xuống chiếm lĩnh hàng ngang trọng yếu. Đồng thời quân tượng ở E5 lại rất mạnh, vừa thủ cánh vua, vừa phối hợp cùng cặp xe uy hiếp vào điểm yếu B2. Trắng lùi mã về C6, tấn công đôi Hậu và tượng. Nên ăn tượng lên C6, trắng ăn tốt xuống C6, tung đòn tấn công mở bắt Hậu. Đen chạy Hậu lên F6, tiếp tục rình rập trên đường chéo A1-H8. Trắng tung mã vào D5, tiếp tục truy sát Hậu. Đen chạy Hậu lên G5. Lúc này thì trắng đã rảnh tay đưa Hậu lên D3, tìm cách luồn sâu vào trận địa của đen. Đen cũng rất cẩn thận vào vua H8, đề phòng trắng tập kích bất ngờ. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, trắng lại bất ngờ xách vua lên B3. Đen thúc tốt tiến sang H4, tạo nên một con tốt thông cực kỳ nguy hiểm. Không thèm quan tâm, trắng tiếp tục đưa vua đi dạo lên A4. Có lẽ là còn định lên B5 để chọc tức đen, chơi đòn tâm lý. Thấy vậy, đen nghiến răng lùi xe về F8, quyết dạy cho trắng một bài học. Anh còn cả đống quân thế này mà dám đưa vua đi dạo à? Không ngờ thì đây chỉ là kế dương đông kích tây của Quang Liêm để dụ đen đưa quân về. Ngay lập tức, trắng qua xe G1 bắt Hậu, chính thức chuyển từ phòng ngự sang phản công. Đen chạy Hậu về H6, trắng qua xe F1, gạ đuổi quân xe để ngăn chặn đen có thể chồng xe hàng 2 một lần nữa. Bị mất thế, đen liền lên tượng D4 tấn công xe. Trắng ăn xe vào F8, đen ăn mã với F8, mở đường cho Hậu bắt tốt C6. Biết là khó lòng giữ tốt, trắng bèn sang xe F1, vừa chạy vừa tìm cách phản công lại. Lúc này thì đã qua 40 nước, nên thời gian hai bên lại được cộng thêm 15 phút nữa. Tuy nhiên thì đen cũng không cần phải lãng phí thời gian, lập tức ăn Hậu sang C6. Cứ chiếu cái đã xem sao. Trắng chạy vua về B3, đen nhảy mã lên G6, sẵn sàng lên trung tâm tham chiến. Trắng qua Hậu F3, tìm cách đưa quân chủ lực sang uy hiếp vua, khiến cho mã đen không dám manh động.
lo ngại mã trắng ở trung tâm quá mạnh gây nguy hiểm cho vua. Đen qua hậu đi 6, chuẩn bị đẩy tốt, trục xuất mã trắng đi chỗ khác. Sau mồi đưa vua lên vi hành, chọc tức đối thủ. Trắng lại lùi vua về A2, ẩn nấp trong vùng an toàn. Đen đẩy tốt C6, đuổi mã trắng khỏi vị trí chiến lược ở trung tâm. Trắng chạy mã về E3, không cho mã trắng kịp chuyển hướng lên F5. Đen lập tức ăn tượng vào E3, tiêu diệt quân mã nguy hiểm. Trắng ăn hậu lên E3, đen chủ động lên vua G7, đề phòng trắng tung hậu vào H6 chiếu. Trắng qua xe G1, chuyển hướng tấn công trên cột G. Đen lên hậu E5, trắng sang hậu F3. Theo chúng tôi thì ở đây, đen nên tận dụng tốt thông ở cột H để đẩy xuống H3, khiến trắng phải đề phòng. Tuy nhiên thì đen lại có vẻ lo ngại việc vua đã bị giằng, nên vội vàng chạy vua lên H6 để tránh đường giằng. Trước cơ hội, trắng lao hậu xuống F7, phối hợp cùng xe đe dọa ăn mã G6 chiếu hết. Đen nhảy mã lên F4, vừa chạy vừa phản công lại. Lúc này thì đã vào thế cưỡi lên lưng hổ mà không thể dừng lại được nữa. Trắng liều xuống hậu F8 chiếu, đen chạy vua với H7. Lúc này thì tuy vua đen bị giam ở cột H, hở hang và không còn tấm lá chắn nào, tuy nhiên thì các quân đen lại bị phong tỏa ở khu vực xung quanh, khiến cho xe trắng không thể xâm nhập để hỗ trợ hậu. Trong khi đen cũng phản công cực kỳ mạnh mẽ trên hàng 2, nhắm vào tượng và tử huyệt ở B2. Trong tình thế khó khăn, Quang Liêm vẫn chứng tỏ đẳng cấp tấn công của anh. Sau hồi suy nghĩ, Liêm bất ngờ đảo xe qua D1, tìm đường thọc xuống tấn công vua. Trường hợp mà đen ăn xe vào E2 thì trắng sẽ xuống xe D7 chiếu. Đen chạy vua G6 thì trắng sẽ sang hậu G6 chiếu. Đen chạy vua F6 thì trắng sẽ lùi hậu về G7 chiếu. Đen chạy vua E6 thì trắng sẽ sang hậu F7 chiếu hết ngay. Trở lại ván cờ thì không dám để xe trắng xâm nhập hàng 7. Đen vội vàng lùi mã về D5, hy sinh mã để bịt cột mở D lại. Song cũng không thể chống đỡ thế tấn công như vũ bão của đối thủ. Với bản năng sát thủ từng khiến cả vua cờ Manukasen phải kinh sợ, Quang Liêm lạnh lùng sang xe F1, đe dọa tiến xuống F7 chiếu. Biết không thể ngăn cản, đại kiện tướng Salem đành phải giơ hai tay xin hàng để tránh khỏi bị ăn một bát cháo hành. Trường hợp mà đen chầy cúi chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Với chiến thắng quan trọng này thì Quang Liêm đã độc chiếm ngôi đầu bảng giải cờ vua siêu hạng Praha Master 2022. Hãy like để cổ vũ cho Quang Liêm vô địch giải nhé.